Theo hướng dẫn, Ngân hàng Chính sách Xã hội xác định số lãi được giảm hàng tháng. Cụ thể, trong 3 tháng 10, 11, 12 năm 2021, đối với từng khoản nợ vay của khách hàng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, số tiền giảm lãi 2 tháng 10 và 11 năm 2021 sẽ được xác định trong tháng 12 năm 2021. Số tiền giảm lãi tháng 12 năm 2021 sẽ được thực hiện khi kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đồng thời thực hiện hoàn trả số tiền giảm lãi cho người vay bằng cách chuyển vào tài khoản khách hàng đã trả trước tiền lãi và giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của tháng tiếp theo đối với khách hàng còn dư nợ, hoặc trả vào tài khoản tiền gửi của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn, hoặc tiền gửi thanh toán của khách hàng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với khách hàng đã trả hết nợ hoặc nợ vay được khoanh. Đối với các chương trình tín dụng chính sách thuộc nguồn vốn nhận ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội, nơi nhận ủy thác báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân, các chủ đầu tư khác để thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo quyết định số 1990 của Thủ tướng Chính phủ. Không áp dụng giảm lãi suất đối với chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75 năm 2015 của Chính phủ. Tại Lâm Đồng, ước tính số tiền giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quyết định số 1990 là hơn 8,2 tỷ đồng, với hơn 90.000 hộ vay được giảm lãi suất trong 3 tháng 10, 11 và 12 năm 2021.